Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay Trung Kiên sẽ chia sẻ với mọi người thêm một chút về cái cây hoa giấy đổi màu Ấn Độ này. Bởi vì riêng trong các dòng hoa giấy mà bên mình đang bán ấy, thì có loại này là nó có một cái đặc trưng rất là đặc trưng. Nên là mình sẽ chia sẻ với mọi người thêm và cũng chia sẻ thêm với mọi người là tại sao để cho cái cây hoa giấy Ấn Độ này nó ra nhiều hoa. Sẽ có rất nhiều người nếu mà trồng không những mua của vườn nhà Trung Kiên cũng như là mua ở trên mạng hay là các cái vườn khác. Nếu các bạn không hiểu về cái cây hoa giấy đổi màu Ấn Độ này thì các bạn sẽ thấy là cái độ hoa của nó tại sao nó lại không có nhiều và cái tỷ lệ hoa lại không nhiều như những cái loại khác, như những cái loại khác của nhà mình bán cho mọi người. Thì hôm nay mình sẽ phân tích và giải thích cho mọi người thêm. Thứ nhất là các cái dòng hoa giấy khác thì cái dăm của nó rất là nhiều này, lá nó nhiều và dăm nó bé, thì tỷ lệ hoa của cái loại này nó sẽ cao hơn và nhiều hơn. Đấy, các bạn nhìn này, dăm nó dày như này và cái lá nó bé thì hoa nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà dòng Ấn Độ thì nó lại như này, cái thân của nó rất là to và nó nhanh lớn lắm. Loại này thì rất là nhanh lớn và cái thứ hai là nó vươn rất là dài. Nếu cái loại này mà các bạn tận dụng được cái lợi thế của nó và tạo cho nó thành các cái một thân như dạng như này này, để gióng thành một thân, thì loại này gióng sẽ nhanh hơn các loại khác. Đấy là lợi thế. Còn nếu mà các bạn muốn chơi tán sum, tán lùm như những cây sakura hoặc là các cái cây đổi màu tím này, thì các bạn sẽ làm như này. Cái này chắc là sẽ rất ít người chia sẻ với mọi người, chủ yếu là kinh nghiệm thôi, nhưng mà mình sẽ chia sẻ với mọi người để mong rằng mọi người mua cây của nhà vườn Trung Kiên cũng như là mua cây của bất kỳ ai, sau này cây hoa giấy nó sẽ có rất là nhiều hoa. Và cũng tránh tình trạng là mọi người nghĩ là mua phải cây lừa đảo hay là cây không có hoa. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để chia sẻ với mọi người nhé. Đấy. Bản thân cái giống đổi màu Ấn Độ nó có mấy đặc tính là lá của nó to này. Nếu mà các bạn chăm nhiều ấy thì lá nó rất là to và cái thân của nó rất là lớn. Đấy, như cái cây này. Lá to và thân lớn thì sẽ đồng nghĩa với việc là hoa nó không nhiều. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách làm sao để cho cái cây đổi màu Ấn Độ này ra được cái tỷ lệ hoa nhiều nhất. Thì thường thì mình sẽ làm như này. Các bạn cứ chăm bình thường nhé, không cần phải cắt nước gì đâu. Nhưng mà những cái mầm ngọn này này mà nó vươn dài này thì các bạn bấm cái ngọn này cho mình đến một cái khoảng thời dài như này. Nếu các bạn để truy để một thân để các bạn gióng ấy, thì các bạn cứ để cho nó vươn lên. Nhưng mà nếu các bạn mua về mà để lấy hoa và chơi cái kiểu dạng sum sum lùm lùm ấy, thì các bạn cắt đến đoạn này cho mình, các cái mắt sau nó sẽ đâm thành chồi này và cái bóng của các bạn tạo ra cho cây ấy, nó sẽ dày hơn. Và khi mà cắt cái này đi thì những cái mắt này này nó sẽ ra được các cái mầm mới, và cái mầm đấy thì chắc chắn nó sẽ không to vượt như này mà nó sẽ bé như này. Những mầm bé như này thì các bạn đã chuẩn bị là sẽ có hoa. Khi mà nó lên được các cái lọc bé này thì cây hoa giấy nó sẽ ra hoa. Đấy, như cái này này các bạn, nó quá dài và vươn dài này. Nếu như mình bán thì mình sẽ để lại cho mọi người để mọi người làm. Nhưng mà nếu mà các bạn xác định mà có hoa và nhiều hoa thì các bạn nên cắt đi. Đây, đừng tiếc nhé. Các bạn mà tiếc thì cây nó sẽ hoa sẽ ít. Nếu mà các bạn mà không có kéo thì các bạn có thể dùng tay. Loại này thì các bạn dùng tay để bấu mầm này. Bấu mầm thì các bạn để ý nhá, những cái khe này này, những cái gai của nó là mắt của cây. Nên là bạn sẽ bấu trước mắt. Đó, như thế.
thì đảm bảo một thời gian tới thì nó lên cái mầm non nhỏ ấy, thì nó sẽ có hoa ngay, và cái tỷ lệ hoa của nó rất là nhiều. Đấy, nếu mà các bạn tiếc thì các bạn sẽ không có cây có nhiều hoa đâu ạ, nên là các bạn đừng tiếc. Còn cái cách thứ hai mà để đảm bảo là vẫn giữ lại được cái mầm cây này và vẫn các bạn vẫn có nhiều hoa, đấy là các bạn cắm một cái cọc. Đây các bạn, mình sẽ nhìn cho các bạn nhìn luôn. Đây các bạn cắm 4 cái cọc như vậy, và các bạn làm dàn, các bạn vắt nó vào đây, quấn nó vào. Bản thân khi mà cái cây khi bị gò vào hoặc là bị ép cành xuống hoặc quấn như này thì các cái nọc của các cái đầu mắt này này nó lên và sẽ bắt đầu sẽ ra hoa ngay. Các cái mắt nhỏ này bao giờ nó tỉ lệ hoa nó sẽ nhanh, còn những cái mầm dài này sẽ ít hoa này. Đó, thế đấy là hai phương pháp để cho các bạn lựa chọn việc mình làm cho cây hoa giấy nó ra nhiều hoa, và đặc biệt là cái giống Ấn Độ, giống đổi màu Ấn Độ sẽ có rất ít người chia sẻ với các bạn như vậy, nên là mong rằng các bạn xem video và sẽ làm cho cái cây của mình nó đẹp nhất. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Nếu các bạn thấy video có ý nghĩa thì các bạn chia sẻ cho người thân, bạn bè và những người yêu cây được biết. Cảm ơn mọi người.